bên Lazada mua 1 kg sườn non chay 104.000 nha. Ngâm sườn chay vài tiếng, bóp thấy mềm là vắt xả được nha. Một ký sườn non chay được 73 miếng. Sau khi bóp sườn xả hai nước, vắt gáo nước thì mình bắt đầu xé nhỏ sườn nha. Sườn chay xé nhỏ xong rồi, bây giờ mình vắt lại cho thiệt gáo nước nha. Để làm món sườn chay này cho giòn thì mình chỉ cần nêm muối và bột ngọt thôi nha. Trộn đều cho thấm gia vị. Bắt chảo lên bếp và đổ một ít dầu vào. Bắt đầu chiên sườn non chay thì mình cho vào từ từ thôi nha. Lớn thì mình đảo sườn đều liên tục cho không bị khét nha. Sườn vàng bắt đầu vớt ra nha. Vớt sườn ra xong thì cho thêm sườn mới vào chiên từ từ cho tới khi hết nha các bạn. Để sườn trong gỗ cho ráo dầu thì mình đổ vô giấy cho hút thiệt khô dầu nha. Đổ thêm dầu vô nhiều cho dễ chiên nha. Một ký sườn non chay đã chiên xong rồi nha. Bắt đầu phi hành thì mình trộn một ít bột mì vào nha. Đổ hành vào chảo không cần khuấy đều nha. Chỉ cần khều khều mấy cái vàng ở mép bên ngoài vô trong là được. Hành phi xong rồi vớt vô gỗ để cho gáo vào rồi trộn chung với sườn chay nha. Cho bột mì vô tỏi trộn đều, chiên đảo đều vàng. Thì mình vớt ra gỗ, mình bỏ một miếng giấy vô lắc lắc cho tỏi nó ráo dầu thiệt khô nha. Tỏi khô và giòn lắm các bạn. Bây giờ mình đổ vô trong cái sườn non chay, mình trộn đều tỏi với hành phi với sườn non lại nha. Vô bọc buộc kín để dành ăn từ từ, 1 tháng cũng không mềm nha.
sườn non chai mình trộn chung với hành phi với tỏi rất là thơm nha. Lúc mình chiên sườn chai, hành phi với tỏi mình để vô gỗ thì dầu nó đã chảy ra ngoài hết rồi. Mình bên này có lót giấy thấy nó không có thấm nhiều lắm nha. Mình xử lý nó khô như vậy nó để lâu không có hôi dầu. Mình chiên 1 kg sườn non chai, 500g củ hành, 300g củ tỏi, 1 lít gử dầu, thành phẩm là 2 kg nha các bạn. Để vô bọc dán lại sườn của mình nó kín hơi, để lâu không bị mềm nha.